Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Các bạn thấy đấy, trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất nhiều anh em khi mà check pi tím thì có thấy một cái sự tăng pi tím rất là đột biến. Đây, và mình cũng đã check tài khoản của mình vào lúc 11:07. Số lượng pi tím thì tăng lên đột biến lên đến tận 2.500. Thì bình thường cái pi tím của mình nó chỉ hơn 800 thôi, nhưng tự nhiên trong buổi sáng hôm nay thì tăng vọt lên 2.000 rồi. Không biết là chuyện gì xảy ra. Và bây giờ các bạn xem này, bây giờ là lúc 15:09 và chúng ta lại vào check pi tím thì nó không còn được như cái lúc buổi sáng nữa rồi, nó đã quay trở về đúng với lại cái con số mà như hàng ngày rồi. Thì câu chuyện sáng nay mình đặt ra một cái câu hỏi là pi tím tăng lên như thế lỗi hệ thống hay là đang có một cái sự dịch chuyển những cái pi vàng mà anh em chúng ta nhận được từ cái việc mà các cái rep đào của mình rồi chạy nốt nhận những cái phần thưởng nốt bonus ấy, thì vào pi vàng này thì nó trong sáng nay thì pi co team đã chuyển vào pi tím của chúng ta. Thì cái câu hỏi đấy thì thật sự đến nay thì mình cũng chưa có cái lời giải đáp cụ thể được, bởi vì là chưa có thông tin chính thức từ Pico Team. Cái khả năng mà cái sự tăng pi tím trong sáng ngày hôm nay được dịch chuyển từ cái số lượng pi vàng vào ấy thì cũng cũng là một cái có cơ sở, một thông tin có cơ sở, nhưng tuy nhiên thì chưa được xác nhận từ Pico Team, thì nó cũng chỉ là cái phỏng đoán của các anh em đào Pi Network thì thôi. Thì hôm nay là ngày 28/6. Giờ này là giờ đấy, là tính theo giờ của Việt Nam. Thế còn mà giờ Mỹ thì bây giờ thì cũng mới chỉ khoảng đầu giờ sáng thôi. Thế như vậy là cũng chưa rõ được rằng là cái việc chuyển pi tím vào ví chính của chúng ta nó có diễn ra ù ạt hay không. Rồi thì đấy, thêm cả cái việc nữa là pi tím ngày hôm nay tăng một cách đột biến thì cũng có thể cho thấy rằng là mình loại trừ cái khả năng lỗi đi, bởi vì nếu mà lỗi thì Pico Team cũng có thể họ sẽ có thông báo, hoặc là lỗi thì có thể lỗi trên một vài cá nhân, chứ mà lỗi đồng loạt như thế thì mình nghĩ là cũng 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 không 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 có cái khả năng đó. Và mình nghĩ đó là một cái trường hợp test thử hệ thống trong cái buổi sáng ngày hôm nay, dẫn đến cái việc là pi tím tăng lên và sau đó thì lại tụt xuống. Đó thì cũng giống như cái việc mà chúng mình chạy nốt pi ấy, thì cái nốt bonus ấy, nó liên tục lên lên xuống xuống, hôm thì nó ở mức 8, hôm thì nó về không, đấy cứ liên tục lên xuống như thế, liên tục có sự điều chỉnh như vậy. Thì mình theo quan điểm cá nhân của mình thì đây đang là cái những cái bước mà Pico Team đang test lại hệ thống để có thể cho ra được cái công thức tính nó chính xác nhất để tránh thiệt thòi cho các anh em đào Pi Network chúng ta. Thì không biết các bạn có đồng tình với cái quan điểm này của mình hay không, thì các bạn có thể để lại dưới phần ý kiến của các bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi. Thì thông tin thì chúng mình cũng sẽ cố gắng lấy từ những cái kênh chính thống của dự án Pi Network, cụ thể đó là cái kênh chat của dự án Pi Network. Thì các bạn có thể nhìn ở đây này, đó, vào kênh chat ở đây. Và nếu bạn nào dành về tiếng Anh, các bạn có thể vào đây để tra cứu. Thì những cái thông tin mà được trả lời chính thức từ cái người sáng lập ra dự án này, đó chính là Nicolas, thì cũng hay được update ở trên đây. Đó, thì mọi người có thể theo dõi hoặc là qua các cái mốt của cái kênh chat này. Nhiều khi Nicolas cũng không thể mà có thời gian rảnh mà trả lời hết cho anh em được, thì chúng ta theo dõi cái thông tin được trả lời từ các cái mốt, thì họ cũng là những cái người mà được Pico Team lựa chọn để thay mặt Pico Team gửi tới chúng ta những cái thông tin chính thức từ từ dự án V Network. Đó thì chúng mình cũng sẽ cố gắng theo dõi những cái thông tin ở trên những cái kênh chính thống như thế này để gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh của chúng mình để có thể nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất được tổng hợp từ Invest TV chúng mình. Rồi, clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.